だと大変ですよね。でも、うん、長野じゃ別に人参育てらんねえ。長野でやっていたんだけどね。やってたんですか。うん、あんまり成功しなかった。これも。Bây giờ là đi núi bình thường, cũng đi, cái nó nhẹ nhàng. Cho nên những cái người như thế là người ta ta cái bữa ăn cho anh em. Đám thanh niên nó đói nhanh, mình đem lương khô theo toàn tròn luôn. Rất tàu ấy cả. Cũng may mà đợt này đó. Cái bữa mà anh đang vừa bị giãn gân gân gót mà đi thì là hơi đuối. Cách đây hơn năm mình chạy nhiều mà. Tôi đã nói từ hôm tôi có tật này. Kiểu để qua rồi đó. Ăn cua lông đen. かっこよくない。Ở đây mỗi cánh đồng ở hai có cái cây đó, người ta không phá cây đó. Chai gì cũng như thế này, shiba là hạt cây hiểu bao giờ được rồi. Cái này bằng bằng này đúng không? Ừ, đúng không? Nó vậy. Cái khúc khúc này, con đường lớn. Con gì đấy? Đây, ở đây, có cái gì mà chơi rồi tại đó cả. Chúng ta ở nó hen nó to đúng không? Đi qua công tâm, đi qua đường giáp với hoặc đường hồ 50 km. に近づいていくんですよ。あと半分。ここまで。俺待ってるから。
huyện cũng góp, huyện nào cũng góp. Đi đoàn, đi tới chỗ nó thôi, không có đứng chỉ. Đã cô chưa nọc mẹ kìa. Nhưng mà rất hiếm khi tưới. Tức là nó dưới tán cây rừng và trên cái thảm lá mục. Đúng rồi. Thì nó mới mọc tốt. Dưới là xăm đó anh. À thế à? Vâng. Ở dưới là xăm mình vào đây như thế này. Đoàn chỉ đi chỗ nào. Xuống kia vậy. Xuống. Thằng ấy đi nhanh luôn xuống đi. Để ông đi. Đóng à. To nhất đâu, có chỗ nào? Hả? Nhổ cái nào? Đoàn nước bên kia. Cho thằng hướng dẫn nguyên. Dạ. Này. Vẫn còn lá. Không? Vâng. Mà cỡ tại vì nó ngủ đông trễ. Sau này nó sẽ rụi cái này. Dạ. Nó lấy cây khác. Một năm nó phải rụi. Đông ở đây là đấy, đây, đây là mùa đông đây. Kai otoshimasu. Đi kai otoshimasu nde. Kore wa tomin suru taimingu ga osoi. Kore kara hatta ochite desu ne. Mie nakku natchu chan desu yo. Thế thường nó nên tatsu n desu ka? Ví dụ như cái cây này là được bao nhiêu năm rồi đây? Cái này cỡ khoảng 3 năm. 3 năm rồi. Kore wa 3 nen tatta ki de 3 sai. Để đại tài 5 nen để hả? Đúng rồi. Con tục ăn à. Con lỗ ăn à. Kore wa nezumi. Đây. Kore wa ne, kani kutta ato no. Anh cho em xem cái đó cho ông xem. Cái mầm. Kore wa kani tabetan desu. Kani. Lấy bỏ cái trong này có con chua của anh. Đó. Sono shita ni kani ga haitte iru hazu. Ông bảo nhưng mà mình thì không nên ăn như thế này luôn đúng không? Không. Cái này là trồng lại được. Trồng lại lên được. Quê đây. Mùi rất là xăm. Ngửi. Thay đi cơ. Mình lưới ra đây. Để chú ngửi. Mùi dưới cây tươi. Đây đều là xăm hết. Xăm. Ở trong này còn có xăm. 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 Cái coi như là một năm tuổi. Ừ, ừ. Cái này thì cũng đơn giản thôi, trồng sơ sơ là không có cao nhiều. Nói với ổng á là sang năm ổng lên là cây nó lên. Gai nên kokoma de. Gai nên. Nhưng mà mình rút vào trong cái này là cùng sâu cái này. Cái này. Cái này lên cao hết. Là cái quả củ to trong. Tại sao mình không để vậy mình trồng? Không, mình chưa kịp cắt này để cho nó hăng. Vườn như thế này để có giống. Chưa có nhiều này, còn ít này. Đấy là hoa hay gì ở trên thôi? Không, cái này là cái chầu, cái mầm đó. Cái mầm này già có khả năng trồng được. Cono me o tsukatte atarashii ki o ueredu. Đây là mấy một năm tuổi rồi. Đâu? 3 tuổi. 3 năm. Đúng rồi. 4. Cái này là bông thôi. Yonen được. Cái này là 4 năm tuổi. 4 năm tuổi. Yonen cả Yonen vừa đây. Quay phim ra. Em phải ra đây dạy đi em. Cái này là tính ra tiền Việt bây giờ là cỡ khoảng 100 đô. À thì 100 đô được đây. Cái kiểu là mình đang ươm vàng ở đây. Đây là vàng trên núi. Hôm tôi Yamanokin đấy. Tất cả khu này 10 hecta đấy. 10 hecta. Nhưng mà cái này không có bán. Cái này chỉ là làm giống để cho phát cho dân nè. Naegi to shite phát. Phát luôn cho không đấy. Khi nào nó ra hoa lấy cho hoa lấy hạt. Naegi to shite nhưng mà chúng ta ngồi xuống ngồi lúc này nó qua tí nữa con. Cái này nó ra hoa rồi. Đã thu hoạch trạo quả rồi. Đã thu hoạch quả của cây này rồi. Nhưng mà cái cây này để lấy lại được một cái mầm thôi. Để trồng một cây thêm một cây nữa thì cái hoa mà gieo á thì mình đã đưa cho dân rồi. Còn cái này á là cái này á là để mãi mãi ở đây, cái này luôn luôn ra hoa để mình làm giống cho dân, chứ không phải mình đưa luôn cái củ này. Cái củ này thì nó mất hết rồi, đúng không? Thế thì em hiểu. Tane mo totta n desu. Sono tane de naegi o tsukutte
bên sườn anh cũng có cái tàu kìa. Rồi hỏi ổng là còn hỏi gì nữa không? この栽培する技術ですよね。あの私がイメージしてたのは、あの朝鮮のようにだって実際してただったんでしょうね。 Ông bảo là tôi lúc đầu tôi cứ hình dung là sâm này sẽ được trồng giống như sâm Triều Tiên ấy. Ở bên Hàn Quốc người ta có hẳn đồng hẳn ruộng dưới tán cây rừng và ở trong điều kiện tự nhiên như thế này. Tức là cái điều kiện đây gọi là sâm trồng nhưng mà không khác gì là để đảm bảo được cái đó không dễ đâu. Không phải khó, nó tự nhiên mà. Nhưng mà nói với ổng là cái này không có phân này, không có tưới nước. Không, cái này không cả. Cái này không phải. Nó có hẳn năng tái sinh thì họ vẫn trồng như thế này này. 250 triệu một căn á, là 12.000 đô một căn á. Thì họ cũng căn cốt quyền để vào. Tôi ta sono 1 kg 2 ức 5000 đô ngư đại. Này là rất nhưng bao nhiêu năm thì mình phải khai thác cái này chứ? 5 năm. Không bao giờ khai thác. Càng to càng lớn. Càng to để càng nhiều hoa. Mới sao lên cho nên chứ chứ này. Hát hôm nay chỉ nút nút kìa. Không nút ở dưới kìa lên lại. Mất cái to cái này. Tự nhiên. Đúng rồi, không khác gì. Sono Torius nè. Đây là tự nhiên mà. Nó không có dùng cái gì đấy. 自然です。自然に近いという自然の中で. Sono to mou hitotsu wa ano tsugaitai no wa ano iyaki tte genshou ga okiru desu. Onaji iyaki, onaji ano sakumotsu wo onaji basho e zutto sachi tte genshou ga okiru. Kono ninjin no bae iyaki to ka suru genshou okimasu. Có cái được là trồng lâu ở một chỗ khu đất thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng bạc màu. Nó đất nó bị nghèo. Ví dụ như trồng như thế này. Ví dụ nói ổng nha, hàng năm mà trồng như thế này đúng không? Trồng đây. Thì hàng năm cái cây này nó tự nhiên nó trồi lên. Nó trồi lên để nó hút cái mùn này. Nó không phải cắm xuống là cỡ khoảng 3 năm là phải từ đây dời qua bên kia. Mà cái em thấy các cái luống này của mình là có lá mục là cố tình mình cho lá mục lên đấy. Đó, mình cố tình cũng có mà nó tự nhiên nó tự nhiên. Một năm. まずあの下っていうよりも上の腐った葉っぱとかあるんですけれども、わざとですね、葉っぱあのかあえかか。Vâng, đó. Đấy đâu? Để đâu? Lấy đâu? Vừa ăn nhưng mà